đây mình hôm qua mình nhặt được một số cái thân cây mà trên thân cây nó có hoa văn điểm như là ai in vẽ lên trên gốc cây nó nè các bạn. Thấy nhỏ không? Mới đầu cũng thấy con cây sao đi vòng vòng thấy nhiều cây nè. Y như ai vẽ lên trên cái thân cây nó nè. Mà tiếc cái là cái cây nó không có nguyên vẹn. Giờ mình sẽ đi rửa những cái vết đất dính trên thân cây và để xem cái những cái vết hoa văn ở trên này khi mà có nước vô nó có bị tróc không nha các bạn. Văn này khi mình xịt nước và chà lên nó vẫn in sâu vào ở trong cái thớ gỗ luôn, nó không có tróc các bạn ơi, thật là kỳ diệu các bạn ơi. Màu của hoa văn rất là đẹp luôn, màu nâu y như là tích sâm vậy đó các bạn, cây sâm mình nha các bạn. Này thiên nhiên sâm mình nè, chứ con người mình không có sâm được. Đẹp ghê không các bạn? Dạ. Phải có cái gì kê nó đứng ra. Cắt chúng tôi đang quay xong rồi chúng ta đổ sau lại. Đó, đẹp. Văn này nó rất là tự nhiên nhưng mà cũng rất là kỹ thuật luôn các bạn, y như là có một họa sĩ nào đó đã vẽ lên thân cây vậy đó các bạn. Nó, đường nét nó cũng rất là sống động mà đẹp luôn. Mà cây gì nó sống ký sinh lên đó hả? Cái đó ký sinh rồi sẽ nó ăn vô trong lỗi luôn nè. Cái khi mà sẽ múc đó, nó múc lên đó. Nó lồi lên trên bề mặt thì nó thấy đẹp mình. Đúng là thiên nhiên có nhiều cái nó rất là kỳ thú mà rất là tuyệt vời các bạn ha. Tạm biệt các bạn đã xem video nha.